chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây: ván cược mới của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà trắng; Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, tuyên bố một mục tiêu ở cất; Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào lực lượng Houthis và Hezbollah; Mỹ thúc đẩy việc thực hiện nhanh chóng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử quan trọng hàng đầu mà kết quả của nó, ngoài tác động nội bộ nước Mỹ còn ảnh hưởng đến chính trường thế giới. Cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào cao trào. Khi các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã lộ diện, trong đó, tờ Guardian dẫn các nguồn tin cho hay, các cố vấn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang chật vật tìm cách đối phó với những thách thức thật sự từ phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đối thủ từ Đảng Dân chủ. Trong tháng qua, tình thế đảo chiều sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và đề cử cấp phó Harris cho vị trí kế nhiệm ông vào năm sau. Chỉ trong vòng vài tuần, Bà Harris đã vượt lên ông Trump ở nhiều bang chiến địa, gây ra bất ổn lớn trong chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump. Và tháng vừa qua được đánh giá là tồi tệ nhất đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Các cố vấn của ông đã coi những thách thức từ bà Harris là những mối đe dọa nghiêm trọng, nhất là khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Chuyên gia khảo sát Frank Lunt của Đảng Cộng Hòa cho rằng, ông Trump đang quá mải mê với việc công kích cá nhân mà chưa tập trung vào những vấn đề nổi cộm như lạm phát và nhập cư trong khi cử tri Mỹ muốn thấy những hành động thiết thực của cựu Tổng thống Mỹ hơn những lời nói xuông. Hơn nữa, ông Trump cũng khó giành chiến thắng chỉ với nền tảng người ủng hộ bảo thủ của mình, mà cần phải tiếp cận các thành phần cử tri ôn hòa hơn, những người đang dần bị thu hút bởi chiến dịch của Phó Tổng thống Harris. Bà Caroline Levitt, người phát ngôn của cựu Tổng thống Donald Trump thì lại cho rằng, chiến dịch của ông Trump vẫn rất quy củ và đáng tin cậy. Bà khẳng định tuần trăng mật của Phó Tổng thống Harris bắt đầu tiêu tan, bởi một khi cử tri hoàn toàn hiểu được sự nguy hiểm trong những chính sách cấp tiến của bà Harris và người đồng hành là ông Timmons, họ sẽ quay lưng với bà ấy và quyết định bỏ phiếu cho cựu tổng thống Trump. Bản thân ông Trump vừa qua cũng tuyên bố trước báo giới rằng ông thấy không cần thiết phải điều chỉnh chiến lược tranh cử, đồng thời dự đoán ông sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng Cộng hòa cũng kêu gọi ông Trump khởi động lại chiến dịch. Theo báo Guardian, các cố vấn của ông Trump gặp khó khi vạch ra các kế hoạch tấn công bà Harris. Trong khi đó, một sự kiện được cho sẽ góp phần quan trọng trong việc quyết định kết quả bầu cử Mỹ chính là cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris vào ngày 10 tháng 9 tới. Đối với ông Trump, phiên tranh luận sẽ là cơ hội để cựu Tổng thống kết thúc tuần trăng mật của bà Harris. Còn đối với bà Harris, nữ chính trị gia cần tận dụng phiên tranh luận này để chứng minh với các cử tri rằng bà đủ khả năng để đấu song phẳng với ông Trump. Đây cũng là cơ hội để bà nới rộng khoảng cách xít sao hiện tại với đối thủ đến từ Đảng Cộng Hòa. Theo giới quan sát, mọi dự đoán hay khảo sát đều có thể đảo chiều sau trận đấu quan trọng này. Tờ The Washington Post đưa tin, cơ quan mật vụ Mỹ vừa thông qua kế hoạch của cựu Tổng thống Donald Trump về việc vận động tranh cử ngoài trời trở lại sau khi ông phải tổ chức trong nhà sau vụ ám sát hụt. Lần đầu tiên lực lượng này sẽ sử dụng kính chống đạn để che chắn cho ứng viên Tổng thống cũng như những biện pháp an ninh khác vốn thường không được cung cấp cho những ứng viên tranh cử theo một quan chức cơ quan mật vụ mỹ kế hoạch dựng kính chống đạn để bao quanh ông trump tại các sự kiện ngoài trời là một sự cải tiến lớn trong kế hoạch an ninh tiêu chuẩn của mật vụ cho các sự kiện vận động tranh cử của ứng cử viên những tấm kính chống đạn như vậy thường chỉ được cung cấp cho tổng thống và phó tổng thống khi được coi là cần thiết lúc xuất hiện ngoài trời một lớp an ninh bổ sung do bộ quốc phòng tổ chức và điều phối để bảo vệ hai nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc gia bộ quốc phòng hợp tác với cơ quan mật vụ tăng cường an ninh cho tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm nhưng không bảo vệ các ứng cử viên tổng thống. Ngoài ra, mật vụ cũng sẽ bổ sung các biện pháp an ninh khác cho ông Trump, nhưng từ chối cung cấp chi tiết. Những biện pháp này có thể bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, UAV. Cũng liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, các cố vấn hàng đầu của ông đang dối trong chiến dịch tranh cử năm 2024 khi đối thủ có màn lật ngược thế cờ trước cuộc bầu cử gần 3 tháng. Cụ thể, tờ Guardian dẫn các nguồn tin cho hay các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chật vật tìm cách đối phó với những thách thức thực sự từ phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đối thủ từ Đảng Dân chủ. Trong tháng qua, tình thế đảo chiều sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và đề cử cấp phó là bà Harris cho vị trí kế nhiệm ông vào năm sau. Chỉ trong vòng vài tuần, bà Harris đã vượt lên ông Trump ở nhiều bang chiến địa, gây ra bất ổn lớn trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống. Và tháng vừa qua được đánh giá là tồi tệ đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tình hình nghiêm trọng đến mức đã xuất hiện tin đồn có thể thay đổi nhân sự trong chiến dịch của ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi ông Trump khởi động lại chiến dịch. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Đảng Dân chủ thông báo: "Quá trình thảo luận về các cuộc tranh luận đã kết thúc. Chiến dịch của ông Donald Trump đã chấp nhận đề xuất của chúng tôi về ba cuộc tranh luận, gồm hai cuộc tranh luận tổng thống và một của phó tướng." Chiến dịch thêm rằng, nếu mọi thứ diễn ra đúng như thống nhất, Bà Harris và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ tranh luận lần đầu vào ngày 10 tháng 9 do đài ABC News tổ chức và lần thứ hai vào cuối tháng 10. Ông Tim Walz, phó tướng của bà Harris, dự kiến có cuộc tranh luận với phó tướng của ông Trump là James David Vance vào ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, sau thời gian im lặng, ông Vance tỏ ra hoài nghi về khả năng tham gia tranh luận ngày 1 tháng 10, nhưng khẳng định muốn đấu trực tiếp với đối thủ nhiều hơn một lần. Ông Vance cho hay muốn đấu thực thụ và đang nghiên cứu các hình thức tranh luận do các bên đề xuất, cũng như tìm hiểu về người điều phối chương trình trước khi có quyết định chính thức. Ngoài ra, trước khi chiến dịch của bà Harris nói sẽ có thêm một cuộc tranh luận với ông Trump vào cuối tháng 10, bên cạnh sự kiện vào tháng 9 đã được thống nhất, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã tung đòn tấn công Phó Tổng thống Kamala Harris. Tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Asheville, thuộc bang chiến địa Bắc Carolina, ông Trump nói rằng đối thủ đảng Dân Chủ nếu đắc cử Tổng thống sẽ đẩy nước Mỹ vào cuộc đại suy thoái kế tiếp. Ông Trump cáo buộc rằng giấc mơ Mỹ đã tan biến dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố các chính sách tự do cấp tiến của bà Harris đã gây lạm phát ở mức độ khủng khiếp, hủy hoại tầng lớp trung lưu và đẩy hàng triệu gia đình Mỹ đến tình trạng cạn kiệt tài chính, dù không cung cấp bằng chứng nào. Theo Reuters dẫn lời ông Trump, hãy bỏ phiếu cho tôi và thu nhập của bạn sẽ tăng. Tiền tiết kiệm sẽ nhiều hơn, lứa tuổi thanh niên sẽ có thể mua nhà. Và chúng ta sẽ hồi sinh giấc mơ Mỹ với quy mô lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên một lần nữa ông cũng không cung cấp chi tiết về những chính sách sẽ áp dụng để đạt được mục tiêu trên. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết cuộc đột kích xuyên biên giới gần đây của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là cần thiết để thuyết phục Moscow bắt đầu đàm phán hòa bình một cách công bằng. Ông Podolyak viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng chúng ta cần phải gây ra những thất bại chiến thuật đáng kể cho Nga. Ở vùng Kursk, chúng ta thấy rõ cách công cụ quân sự được sử dụng một cách khách quan để thuyết phục Liên bang Nga tham gia vào một quá trình đàm phán công bằng. Ông Podolyak nhấn mạnh, Ukraine không có ý định chiếm giữ lãnh thổ Nga mà chỉ đang chiến đấu trong một cuộc giao tranh phòng thủ. Tuy vậy, Ukraine cần gây ra những thất bại về mặt chiến thuật cho Nga để ép Moscow bắt đầu đàm phán chấm dứt xung đột. Cố vấn của Tổng thống Ukraine còn cho biết, sự hiện diện của lực lượng Ukraine trong lãnh thổ Nga có thể tác động tới dư luận do nhiều người ở Nga thấy rằng xung đột không phải là điều ảnh hưởng trực tiếp tới họ. Ukraine gần đây đã chứng tỏ được năng lực chiến đấu ở Kursk khi đạt được những thành công nhất định. Mới đây nhất, Ukraine đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seim ở vùng Kursk của Nga. Cây cầu này nối các khu vực vẫn do Nga kiểm soát ở Kursk và những nơi Ukraine đang nỗ lực tiến lên. Hãng tin TASS dẫn lời các quan chức an ninh Nga cho biết, cây cầu bị đánh sập khiến việc sơ tán dân thường gặp khó khăn hơn. Hiện nay, một cuộc sơ tán lớn đang diễn ra ở quận gluscope tại Kursk, nơi có khoảng 20.000 người sinh sống. Đã có nhiều báo cáo bắt đầu xuất hiện rằng cây cầu bị hư hại một phần do cuộc tấn công. Kênh tin tức mass của Nga cũng đưa tin cây cầu bị tấn công bằng tên lửa và đã sập. Chỉ huy không quân Ukraine, ông Mykola Olechuk cũng đã chia sẻ một video ghi lại cảnh cây cầu ở Kursk bị phá hủy và cho hay các lực lượng nước này đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở Kursk. Báo Sky News dẫn lời ông Oleschuk nói, các phi công Ukraine đã nhắm vào thành trì, thiết bị, các trung tâm hậu cần, các tuyến đường tiếp tế của đối phương bằng những cuộc tấn công có độ chính xác cao. Tờ DVK dẫn lời người đứng đầu quân đội Ukraine, Oleksandr Shishky cho biết, lực lượng Ukraine cũng đang tiến từ 1 đến 3 km ở một số khu vực ở Kursk. Báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky qua video, ông Shishky nói, giao tranh đang diễn ra ở vùng Malaya, Lognia, cách biên giới Ukraine khoảng 11,5 km và rằng chiến dịch ở Kursk đang củng cố các vị trí của Ukraine. Ông Sivsky bày tỏ hy vọng cuộc giao tranh gần Malaya, Lognia sẽ cho phép quân đội Ukraine bắt giữ nhiều tù nhân. Một cố vấn quân sự cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết, sau này, Kiev có thể dùng tù nhân của Nga trong các cuộc trao đổi với Moscow. Ukraine trước đó đã ra lệnh sơ tán dân khỏi Pokrovsk ở vùng Donetsk. Quyết định này được đưa ra khi các lực lượng Nga tiếp tục tiến quân dọc tiền tuyến nhằm giành thêm lãnh thổ ở các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Theo các nguồn tin quân sự, những diễn biến trên mặt trận của kế hoạch quân sự mà phía lực lượng vũ trang Ukraine mở ở Curs của Nga có liên quan chặt chẽ với những gì đang diễn ra ở Washington. Do đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky mới đây đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine bằng mọi giá phải giữ vững các vị trí đã kiểm soát được ở Kursk cho đến thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bắt đầu. Trước đó, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak đã thừa nhận về việc Kiev thảo luận với các đối tác phương Tây trước khi đột kích vào Kursk. Ông Podolyak cho hay, có những chi tiết phải được thực hiện một cách bất ngờ, nhưng đã có những cuộc thảo luận giữa Ukraine và các lực lượng đối tác. Chúng diễn ra không công khai. Theo ông, mục tiêu của chiến dịch ở Kursk là để công chúng Nga thấy được ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng đề nghị London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tập kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, tờ Wall Street đưa tin cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút quân và vũ khí khỏi tuyến đầu vốn đã suy yếu với hy vọng giành lại thế trận. Tờ báo lập luận rằng Ukraine đang tái triển khai binh sĩ từ mặt trận phía đông đến khu vực Kursk của Nga khiến các đơn vị ở đây càng trở nên căng thẳng hơn. Động thái này giống như một canh bạc có nguy cơ khiến tình hình của Kiev trở nên tồi tệ hơn. Một chỉ huy giấu tên của Ukraine thừa nhận các chỉ huy quân đội Ukraine không có đủ binh sĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Những binh sĩ đã kiệt sức phải ở trong chiến hào lâu hơn vì không có người mới thay thế. Nguồn tin bình luận rằng tình hình đối với quân đội Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn trong suốt mùa hè. Không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Nga đang nới lỏng kể từ khi cuộc tấn công Kursk nổ ra. Một quan chức Mỹ giấu tên cảnh báo chiến dịch tấn công Kursk ấn tượng về mặt quân sự. Nhưng Ukraine đã đưa những binh sĩ nhiều kinh nghiệm tới Kursk và Kiev sẽ tổn thất lớn nếu mất những binh sĩ này. Và việc đưa họ khỏi tiền tuyến miền Đông sẽ cho phép Nga tận dụng thời cơ và đột phá tại đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã từng gọi cuộc tấn công của chính quyền Kiev tại Kursk là hành động gây xung đột quy mô lớn. Một xe bọc thép của Ukraine đã cố gắng đâm vào trạm kiểm soát biên giới của Nga một mình trước khi bị hỏa lực dữ dội bắn trả Đoạn video dường như cho thấy xe Kozak 2 đã lao với tốc độ tối đa về phía trạm kiểm soát Kolotilovka, nơi ngăn cách Ukraine với vùng Belgorod của Nga. Các blogger quân sự Nga gọi đây là nhiệm vụ tự sát sau khi chiếc xe chiến đấu được đánh dấu rõ ràng bằng hình tam giác màu trắng của Ukraine, biểu tượng cho cuộc tấn công của Ukraine nhanh chóng bị mắc kẹt bởi rào chắn trên đường. Đoạn phim cũng cho thấy chiếc xe bị rơi gần trung tâm trạm kiểm soát và bị bắn. Có thông tin cho biết, nó bị trúng một máy bay không người lái fpv của nga và một quả đạn pháo krasnopol dẫn đường chính xác tuy nhiên không ai rõ chuyện gì đã xảy ra với bảy người lính được nhìn thấy đã vội vã chạy ra khỏi xe trước khi xe bị tấn công một tài khoản telegram của nga đưa tin tuyên bố rằng sau đó họ đã bị loại bỏ vừa sống sót sau đòn tấn công như vậy lính dù vẫn kịp dỡ hàng ở lối vào trạm kiểm soát trong khi đó ấn phẩm al majadin cho biết Cảnh sát Ukraine hàng ngày đưa tin về vụ đốt ô tô của các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo bài báo, ô tô chủ yếu bị đốt cháy bởi thanh thiếu niên Ukraine và những người trẻ không muốn nhập ngũ. Tài liệu cũng kể lại rằng một trong những chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã đề xuất bắn những kẻ đốt xe ô tô ở phía sau. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Để thực hiện việc này, đối tượng cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký, nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản điện tử của người nhập ngũ. Luật mới yêu cầu nam giới phải cập nhật dữ liệu với chính quyền, tăng cường các khoản chi cho người tình nguyện, đồng thời thêm mức phạt với những hành vi trốn quân dịch việc Tổng thống Ukraine ký luật huy động mới diễn ra khi cuộc xung đột giữa nước này với Nga kéo dài sang năm thứ ba. Ukraine được hiểu đang gặp nhiều khó khăn trước Nga từ vũ khí cho tới số lượng binh sĩ. Trước đó, Ukraine đã giảm độ tuổi tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25. Người Ukraine sống ở nước ngoài cũng phải cập nhật số điện thoại và địa chỉ. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky còn ký luật cho phép tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang nhằm tăng cường quân số. Những trường hợp bị kết án sẽ được ân xá nếu đồng ý ký hợp đồng nhập ngũ. Tuy nhiên, những tù nhân phạm các tội nghiêm trọng nhất sẽ không được hưởng đặc ân này. Tuy nhiên, quyết định này cũng đã dẫn đến không ít làn sóng phản đối từ người dân. Vào tháng 5, hàng trăm tài xế xe tải đường dài đã chặn cao tốc gần làng Savran, đoạn nối vùng Odessa với Kiev để phản đối luật huy động quân mới của Ukraine. Tại vùng Kirovohrad, khoảng 100 tài xế xe tải cũng tham gia biểu tình phản đối các nguồn tin trong quân đội ukraine thừa nhận với the washington post rằng không như kursk lực lượng vũ trang ukraine afu bị tổn thất nặng nề trong nỗ lực tấn công thất bại vào khu vực belarus theo đó lực lượng vũ trang nga trong khu vực đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc giao tranh có thể xảy ra nguồn tin của quân đội ukraine cho biết các đường tiếp cận khu vực belarus đã được giải mìn và gia cố bằng hàng rào chống tăng vì vậy các đơn vị của afu không thể vượt qua hàng rào biên giới và bị kẹt lại để bị kết liễu bằng UAV cảm tử và pháo binh. Binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng lực lượng của họ bị tổn thất nghiêm trọng. Những binh sĩ tử trận không được thu dung, còn thương binh được sơ tán chậm trễ bằng xe bọc thép. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, Thiếu tướng Arti Alaudinov, thông báo AFU đang tiếp tục rút lực lượng dự bị khỏi tiền tuyến phía đông để điều tới chiến trường Kursk. Tướng Arti Alaudinov nói, họ đã đưa khoảng 12.000 người đến đây. Lực lượng này được rút từ mọi đơn vị, còn khả năng chiến đấu ở tiền tuyến phía đông. Họ đang dùng mọi thứ có thể. Chúng tôi chờ đợi, hiểu và kiểm soát tình hình. Từ lâu, Ukraine đã mở nhiều đợt tấn công nhằm vào khu vực Belgorod của Nga. Trang Yahoo News dẫn thông tin từ các hãng tin phương Tây cho biết Belgorod là khu vực có nhiều rừng, đất nông nghiệp và đồi núi, có đường biên giới dài 540 km dọc theo rìa phía đông bắc Ukraine Bengrod có diện tích hơn 27.000 km vuông và dân số khoảng 1,5 triệu người. Khu vực này chiếm khoảng 40% quặng sắt và các khoáng sản khác của Nga, đồng thời là nơi có một số công ty công nghiệp và trang trại lớn. Thủ phủ của tỉnh Bengrod là thành phố Bengrod, có dân số khoảng 340.000 người, chỉ cách biên giới 40 km về phía đông. Vị trí này khiến nơi đây trở thành mục tiêu dễ dàng của pháo binh Ukraine. Bengrod là nơi chuẩn bị cho kế hoạch quân sự của Nga vào tháng 2 năm 2022. Trong đó, cuộc tấn công vào thành phố Ben ngày 30 tháng 12 năm 2023 đánh dấu thời điểm giao tranh dữ dội nhất. Một loạt tên lửa đã nã vào thành phố này khi người dân đón năm mới, khiến nhiều người thiệt mạng. Vụ tấn công cũng buộc các quan chức Ben phải hủy bỏ lễ kỷ niệm lễ hiển linh của chính thống giáo. Từ đó, Ukraine vẫn tiếp tục dùng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công Ben từ các khu rừng phía Ukraine, binh sĩ nước này có thể tấn công Belgorod bằng các loại vũ khí tương đối đơn giản và cơ động như bệ phóng loạt. Có thời điểm Belgorod bị pháo kích tới 300 lần. Các làng ở biên giới cũng đã hứng chịu các cuộc tấn công liên tục khi binh sĩ Ukraine dùng xe tăng, xe bộ binh bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng khác. Tổng thống Vladimir Putin từng cáo buộc Ukraine dùng các cuộc tấn công để khiến người dân sợ hãi. Ông nói, tôi chắc chắn rằng người dân của chúng tôi người dân Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tinh thần gắn kết chặt chẽ hơn nữa. Ông Putin khẳng định sẽ khiến Ukraine phải trả giá vì các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Belgorod. Sau vụ tấn công cuối tuần đầu năm 2024, chính quyền Belgorod đã mở rộng mạng lưới nơi trú ẩn và gia cố các bến xe buýt bằng khối bê tông và bao cát. Chính quyền cũng hỗ trợ những người muốn tạm thời rời khỏi thành phố này và các khu vực biên giới khác. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, ông tin Ukraine sẽ không tấn công đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, dòng chảy phương Bắc, nếu không có sự chấp thuận ngầm từ phía Mỹ. Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine đã chấp thuận cuộc tấn công năm 2022 nhằm vào đường ống dẫn khí. Bất chấp việc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chớ thực hiện cuộc tấn công. Trong tuyên bố về vụ việc, Đại sứ Antonov cáo buộc họ tìm cách đổ mọi trách nhiệm cho Ukraina. Chúng tôi sẽ tìm cách xác định thủ phạm thực sự của vụ đánh bom và trừng phạt những kẻ này. Các vụ nổ xảy ra ở các khu kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai nước đều cho biết vụ nổ là cố ý nhưng vẫn chưa công khai tuyên bố ai chịu trách nhiệm. Hai quốc gia này và Đức vẫn đang điều tra. Về phần mình, sau khi nhận cáo buộc, cố vấn tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak đã bác bỏ mọi cáo buộc về Kiev. Thay vào đó, ông nhắm tới Nga là thủ phạm đứng sau những hành động phá hoại đó. Ông Podolyak nêu rõ, một hành động như vậy chỉ có thể được thực hiện với nguồn lực kỹ thuật và tài chính dồi dào. Và ai sở hữu tất cả những thứ này vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom? Chỉ có thể là Nga. Các cơ quan khác của Ukraine cũng phủ nhận việc chính phủ có liên quan. Một quan chức cấp cao của SBU, cơ quan an ninh của Ukraine, nói với báo Mỹ rằng Tổng thống Zelensky không chấp thuận việc thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy trên lãnh thổ của các quốc gia thứ ba và không ban hành các lệnh liên quan. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom bắt đầu nghiên cứu để xây dựng đường ống dẫn khí xuất khẩu qua biển Baltic đến Trung Âu, không đi qua Ukraine, Belarus, Ba Lan và các nước Đông Âu, Baltic khác. Năm 2000, Ủy ban châu Âu phê duyệt thiết kế sơ bộ của đường ống Nord Stream. Nó được kỳ vọng là một mạng lưới xuyên châu Âu nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng không bị gián đoạn cho lục địa già. Đường ống Nord Stream được xây dựng từ năm 2010 đến năm 2012, nối từ bờ biển gần Vyborg, vùng Leningrad của Nga đến thành phố Lubmin của Đức. Từ Đức, khí đốt được vận chuyển đến Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Công suất thiết kế của Nord Stream là 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Tổng cộng, Nord Stream chiếm 32% tổng lượng giao hàng xuất khẩu của Gazprom sang các nước ngoài cộng đồng các quốc gia độc lập CIS. Hiện giờ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khu vực Kursk, nơi quân đội Ukraine chọc thủng phòng tuyến của Nga và đang cố gắng tiến xa nhất. Khác với các cuộc đột kích nhỏ lẻ trước đây vào khu vực Belgorod và Bryansk, cuộc đột kích lần này của Ukraine có sự tham gia của một số đơn vị chính quy thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng huy động cả máy bay chiến đấu, pháo binh và tên lửa HIMARS cùng nhiều loại vũ khí phương Tây để đẩy lùi lực lượng Nga và kiểm soát khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ cùng hơn 80 ngôi làng và thị trấn chiến lược Suza. Đến nay, quân đội Ukraine đã đạt được một số kết quả nhất định buộc Nga phải sơ tán hơn 200.000 cư dân. Hãng tin RIA dẫn lời ông Mikhail Sremet, thành viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga nói, xét đến sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây, việc sử dụng đạn dược và tên lửa phương Tây trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của người nước ngoài trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga có thể đi đến kết luận rằng thế giới đang bên bờ vực của chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Seremet đồng tình với quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng các nước NATO đã bật đèn xanh cho kế hoạch của Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Nga cảnh báo nếu vũ khí phương Tây được sử dụng trên lãnh thổ Nga, Moscow sẽ coi đó là hành động căng thẳng nghiêm trọng. Tờ Thời báo Hindustan của Ấn Độ cho rằng bình luận của ông Seremet phản ánh nỗi lo ngại ngày càng tăng ở Moscow rằng cuộc xung đột với Ukraine không còn là vấn đề khu vực nữa mà có thể thành một thảm họa toàn cầu xét đến việc Kiev đang được các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu hỗ trợ. Mức độ nghiêm trọng của tình hình đã được ông Nikolai Pachusev, một trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, lặp lại trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Pachusev cũng cáo buộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các cơ quan tình báo phương Tây gian dựng cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington cũng đang có kế hoạch cung cấp một gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Mỹ đã sẵn sàng cung cấp thêm cho Ukraine tên lửa không đối đất tầm xa chung JASM, mặc dù vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Trong khi Washington đang cấm cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine, nhưng việc đảo ngược lệnh cấm không phải là chưa từng có. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Mỹ đã đảo ngược chính sách cấm các hệ thống phòng không Patriot, xe tăng M1 Abrams máy bay chiến đấu F-16 và nhiều nền tảng vũ khí khác nhằm hỗ trợ cho Kiev. Chiến dịch tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk của Nga quả thực là bất ngờ, nhưng do quân đội Ukraine đơn độc tiến sâu nên thương vong nặng nề đã xảy ra. Mới đây, trang web Pentapostagma của Hy Lạp đưa tin các lữ đoàn xung kích đường 080 và 82 của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga đã gửi yêu cầu tới Bộ Tổng Tham mưu Ukraine đề nghị rút khỏi khu vực Kursk, Họ nói rằng binh lính Ukraine thiệt mạng ở khắp mọi nơi ở Kursk. Tất nhiên, việc có cho phép quân đội Ukraine sơ tán khỏi Kursk không tùy thuộc vào Kiev, mà điều này cần có sự chấp thuận của Mỹ và phương Tây. Như Tổng thống Nga Putin đã nói, Mỹ và phương Tây đang dùng bàn tay của người Ukraine để chống lại Nga, còn Ukraine đang thực hiện mong muốn của phương Tây. Các lô Mazala, chuyên gia quân sự nổi tiếng người Đức và là giáo sư tại Đại học Bundeswehr ở Munich, chỉ ra rằng quân đội Ukraine tiến vào khu vực Kursk có thể phải chịu thất bại thảm hại và chịu tổn thất nặng nề. Điều này sẽ dẫn đến thành công hơn nữa của quân đội Nga ở Donbass. Theo chuyên gia Mazala, lý do đơn giản là cuộc tiến quân của Nga nhanh hơn vì đơn giản là lực lượng vũ trang Ukraine không có đủ sức mạnh bổ sung và điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc Ukraine có thể đầu hàng. Mặc dù quân Ukraine đã chiến đấu rất kiên cường và họ đã sử dụng một số lượng lớn vũ khí hạng nặng do các nước NATO cung cấp để tấn công quân đội Nga ở tỉnh Kursk, nên họ đã đạt được một số tiến bộ trong vài ngày đầu của chiến dịch và thậm chí đã kiểm soát gần 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, cái giá phải trả không nhỏ khi lính Ukraine cũng đã hy sinh rất nhiều. Mới đây, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 115, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và 80 của Ukraine đã mở các cuộc tấn công vào Korenevo, Ogopka, Pogrebki, Poliknoi và Sikeskopo Brignoi ở khu Kursk và có 6 cuộc tấn công vào các nơi khác, nhưng tất cả đều bị quân Nga đánh bại. Trong trận chiến, quân đội Nga còn tấn công lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22, số 61, lữ đoàn xung kích số 92 và lữ đoàn cận vệ tổng thống số 1 của quân đội Ukraine ở Lokny, Kremiani, Oresny, Svelikovo và Da. Thương vong về người và vũ khí trang bị ở khu vực gần Reno là nghiêm trọng. Thiếu tướng Apti Alaudinov, anh hùng Liên bang Nga, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, kiêm phó tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự, Chính trị Bộ Quốc phòng Nga đang tham gia trận chiến phòng thủ Kursk, tuyên bố quân đội Ukraine sẽ không bao giờ có thể tiến sâu vào Kursk Oblast. Theo các blogger của Nga cho biết, hầu hết vũ khí hạng nặng của quân Ukraine đưa vào vùng lãnh thổ Kursk đã bị quân đội Nga phá hủy. Điển hình là quân đội Nga đã sử dụng UAV tự sát lảng vàng Lancet để tiêu diệt xe chiến đấu bọc thép Striker do Mỹ hỗ trợ, phục vụ trong quân đội Ukraine. Một ví dụ khác, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 của Nga đã thực hiện thành công một cuộc tấn công lớn vào quân đội Ukraine, phá hủy một số lượng lớn xe bọc thép và các phương tiện của lực lượng vũ trang khác. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho 5 đơn vị quân đội Nga và lực lượng đặc biệt Akhmat tới tăng cường cho Kursk. Bình luận về chiến dịch của Kiev, Pháo đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết chắc chắn đây là động thái mà Ukraine sẽ vô cùng hối tiếc vì lực lượng dự bị mới được huấn luyện của nước này đang bị loại bỏ ở Kursk. Ông Polianski lưu ý rằng, vào tháng 6, Nga đã đưa ra một đề xuất đàm phán rất hào phóng cho Ukraine, xét đến tình hình khó khăn của họ ở tiền tuyến. Nhưng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk đã cho thấy chính quyền Ukraine chọn gia tăng căng thẳng thay vì đối thoại. Ấn phẩm al Majadin cho biết, cảnh sát Ukraine hàng ngày đưa tin về vụ đốt ô tô của các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine ô tô chủ yếu bị đốt cháy bởi thanh thiếu niên Ukraine và những người trẻ không muốn nhập ngũ. Tài liệu cũng kể lại rằng một trong những chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã đề xuất bắn những kẻ đốt xe ô tô ở phía sau. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Luật này quy định nam giới Ukraine phải cập nhật dữ liệu quân dịch của mình với chính quyền. Luật cũng yêu cầu tăng cường thanh toán cho những người tình nguyện và bổ sung hình phạt mới cho hành vi trốn quân dịch lệnh triệu tập sẽ được coi là tống đạt ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy ngày gửi giấy triệu tập sẽ được coi là ngày mà tài liệu được đóng dấu không thể chuyển giao trực tiếp luật quy định người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự và xuất trình khi có yêu cầu đầu tiên của nhân viên cơ quan đăng ký nhập ngũ và cảnh sát kể từ khi xung đột nổ ra ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực để chiến đấu hàng trăm nghìn người cho tới nay đã nhập ngũ để đối phó với nga nhiều người trong số đó đã thiệt mạng bị thương kiệt sức hoặc đã xuất ngũ. Mới đây nhất, Dermicho Nataluka, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế của Vkhop Narada, Quốc hội Ukraina, nói với Financial Times (FT) rằng có khoảng 800.000 người đàn ông đã lẩn trốn bằng cách thay đổi địa chỉ và làm các công việc không chính thức để tránh bị bắt đi nghĩa vụ quân sự. Ukraina tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh nghĩa vụ. Vào đầu năm nay, để khắc phục tình hình, Ukraine đã siết chặt luật gọi nhập ngũ bằng cách đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn. Theo báo Pravda của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 tiết lộ đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở Kursk, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù binh trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga lực lượng tấn công đường không của Ukraine cho biết ra phá mìn, tấn công xuyên biên giới, phá hủy các tuyến phòng thủ của đối phương, các hoạt động trên không và pháo binh, bắt giữ tù binh giao tranh. Đó là những giờ đầu tiên trong chiến dịch tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Một ngày sẽ trở thành dấu mốc trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong thông điệp đăng tải trên Facebook mới đây, lực lượng Ukraine viết khi tiến đến trạm kiểm soát biên giới Suza, các nhóm tấn công của Lữ đoàn 80 đã nhận được sự yểm trợ của pháo binh và xe bọc thép hạng nặng. Đối mặt với hỏa lực dữ dội từ pháo binh Ukraine và nhìn thấy xe tăng Ukraine ở trạm kiểm soát, quân đội Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn. Họ dương cờ trắng đầu hàng Ukraine và cùng những binh sĩ bị thương tiến về biên giới Ukraine. Chuyên gia của fox đánh giá, lữ đoàn tấn công đường không số 80 là lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine, được trang bị tốt và có khả năng cơ động cao bậc nhất của quân đội nước này. Trong những diễn biến liên quan, Ukraine đã đánh vào sân bay Nga nhằm hạn chế năng lực của Nga mở các cuộc không kích lợi hại vào lãnh thổ Ukraine cũng như binh sĩ Ukraine. Bốn sân bay mà quân đội Ukraine tấn công vào hôm 14 tháng 8 đều là nơi chứa các oanh tạc cơ cường kích Su-34 của Nga. Những máy bay chiến đấu này có năng lực phóng bom lượn có sức công phá mạnh và tiêm kích hạng nặng Su-35 với khả năng tập kích tên lửa. Ông Justin Bronk, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Liên Quân Chủng Hoàng gia ở London, Anh, nói rằng loạt tấn công mới nhất trên là một phần trong chiến dịch dài hạn hơn của ukraine nhằm đe dọa thường trực các căn cứ không quân nga và gây những tổn thất không nhỏ cho hạ tầng không quân nga trên mặt đất hai sân bay nga bị đánh trong tuần qua nằm sát về phía đông của tỉnh kursk cho thấy ukraine có thể đang nuôi ý đồ bảo vệ lực lượng của họ xâm nhập nga cho đến lúc này đã có khá nhiều dấu hiệu chứng minh quân đội ukraine có ý định giữ chắc lãnh thổ họ mới kiểm soát được của nga tuy nhiên Giới phân tích cũng nhận định rằng các vị trí cố định mà Ukraine kiểm soát sẽ khó chống đỡ trước những đòn không kích của Nga. Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã công bố báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, cho biết đã có tổng cộng 144 cuộc giao tranh xảy ra ở các khu vực tiền tuyến nước này trong 24 giờ qua. Theo nhà chức trách, quân đội Nga đang tiến công dữ dội nhất ở cả ba mặt trận Pokrovsk, Toretsk và Kurakhov, đông bắc Ukraine – Quân đội Ukraine thống kê chỉ trong 24 giờ qua ở mặt trận Pokrovsk, họ đã đẩy lùi 41 vụ tấn công của Nga gần các khu định cư Pantelei Monovka, Vosvizenka, Sukhabanka, Kalinov, Zelenpole, Novotoreske, Mykolaivka, Novohrodivka, Novozelane, Skupne và Petiche. Trích báo cáo Bộ Tổng Tham mưu AFU ở các vùng biên giới Chernihiv và Sumy, đối phương vẫn duy trì sự hiện diện quân sự, tiến hành các vụ tập kích bằng súng cối và pháo binh vào các khu định cư của chúng ta từ lãnh thổ Nga. Trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, Sergei Dobryak, quan chức phụ trách quân sự của Pokrovsk, cho hay các lực lượng Moscow đã áp sát khu vực và hiện chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km. Ông Dobryak kêu gọi người dân sống ở thành phố thuộc tỉnh Donetsk này, đặc biệt là các gia đình có trẻ em và người già, nên sơ tán khẩn cấp. Theo những bức ảnh do AP chụp vừa được công bố, một chiếc xe tăng T-90 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả là xe tăng tốt nhất thế giới đã xuất hiện trên tiền tuyến, khu vực của binh sĩ Ukraine ở tỉnh Sumy. Ocean Technical, một tài khoản trên mạng sâu X, chuyên theo dõi xung đột ở Ukraine, nhận diện chiếc xe quân sự này là phiên bản T-90M Provi. Những cỗ xe tăng này chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng Nga tham gia kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo TASS, xe tăng T-90 được trang bị một pháo 125mm, có khả năng bắn tên lửa và đạn tiêu chuẩn với tầm bắn hiệu quả là 5 km. Ngoài ra, xe tăng T-90 còn gắn bộ giáp bảo vệ toàn diện và hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động. Nhóm Hải Lan Oris chuyên theo chiến sự nói rằng xe tăng T-90 là đối thủ của xe tăng M1 Abrams của Mỹ cung cấp cho Ukraine vào đầu xung đột với Nga. Hãng sản xuất xe tăng Nga Uran Vagon Zavod đã cung cấp cho quân đội Nga lô T-90 mới vào tháng 2 năm 2023. Theo Defense Block, vào tháng trước, Truyền thông Ukraine đã đăng tải những hình ảnh về một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M bị quân đội nước này thu giữ. Lữ đoàn số 68 và đơn vị đã thu giữ được xe tăng của Nga sau một chiến dịch phòng thủ ở gần thành phố Pokrovsk. Ngoài xe tăng T-90M, lữ đoàn này cũng thu giữ thêm được một xe tăng T-80 và một xe chiến đấu bộ binh BMP2 của đối thủ. Đại diện lữ đoàn số 68 thời điểm đó cho biết, lực lượng Nga đã bỏ lại xe tăng này sau khi đột kích thất bại. Các thành viên của lữ đoàn đã mạo hiểm vượt qua vùng xám để thu giữ chiếc T-90M. Xe tăng này hoàn toàn có thể hoạt động bình thường và sẽ dùng để chống lại Nga. Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố một đoạn video trận giao chiến giữa thiết giáp M2 Bradley của nước này và xe tăng T90M Provi tại làng Stepove, nằm sát thành phố Adipka thuộc tỉnh Donetsk. Video cho thấy chiếc T90M bị thiết giáp M2 bắn tới tấp bằng pháo M242 25 mm vào mặt trước. Xe tăng Nga di chuyển chậm, dường như kíp lái cố gắng tìm vị trí khai hỏa tốt hơn hoặc né tránh hỏa lực của đối phương. Đoạn video này cung cấp góc nhìn gần hơn trong trận giao chiến giữa hai thiết giáp M2 Ukraine với xe tăng T-90M của Nga. Video góc rộng hơn xuất hiện cho thấy chiếc T-90M sau khi chúng liên tiếp đạn pháo của thiết giáp Bradley đã bị hỏng tháp pháo, mất kiểm soát rồi đâm vào gốc cây. Truyền thông Nga đánh giá trận giao chiến cho thấy khả năng tồn tại của T-90M rất cao khi kiếp lái có thể thoát được sau đòn tấn công hiệp đồng của hai thiết giáp M2. Một hãng tin Nga nhận định kíp lái trên bất cứ phương tiện nào khác chắc chắn không thể thoát nạn. Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vừa qua thông báo, tại vùng Kursk, trong quá trình làm nhiệm vụ chiến đấu, lực lượng tên lửa phòng không thuộc không quân Ukraine đã phá hủy một chiếc máy tiêm kích ném bom Su-34 của Nga, song không công bố bằng chứng cụ thể. Video trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy ở xa được cho là nơi máy bay Su-34 bị phá hủy, nhưng thông tin chưa được xác thực. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận, dù họ xác nhận đang triển khai các chiến đấu cơ Su-34 để tập kích lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Ukraine từng nhiều lần tuyên bố phá hủy tiêm kích ném bom Su-34 Nga trong cuộc xung đột, trong đó có thành tích hạ bốn chiếc loại này trong vòng một tuần hồi tháng 2. Tuy nhiên, giới chuyên gia từng đặt nghi vấn về các tuyên bố như vậy của Kiev. Theo truyền thông Ukraine, Su-34 là dòng tiêm kích ném bom hiệu quả nhất của Nga. Mẫu phi cơ này được trang bị các bộ cảm biến, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí thông minh giúp nó có thể nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Mỗi chiếc có giá khoảng 36 triệu đô la Mỹ. Tiêm kích ném bom Su-34 được phát triển từ giữa những năm 1980 để thay thế mẫu Su-24. Mẫu máy bay này được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2014. Hệ thống điện tử hiện đại, hỏa lực mạnh, xe tăng bay Su-34 chính là át chủ bài trong không đối đất của không quân Nga. Việc quân đội Ukraine điều binh sĩ cùng xe tăng thiết giáp tràn vào tỉnh Kursk của Nga đã đánh dấu cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết lực lượng nước này đã tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk. Ukraine đã chiếm được 74 khu dân cư tại tỉnh. Giới chức quân đội nước này ước tính Kiev đang kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moscow đã đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của đối phương tại 5 khu vực ở tỉnh Kursk. Trang com mới đây đưa tin, theo tuyên bố chung, các quốc gia hòa giải gồm Qatar, Ai Cập và Mỹ cho biết, Mỹ đã trình bày thêm một đề xuất ngừng bắn ở Gaza nhằm thu hẹp những khác biệt còn lại để giúp thực hiện nhanh chóng thỏa thuận mà vẫn phù hợp với các nguyên tắc do Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra trước đó. Vào cuối tháng 5, ông Joe Biden đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn dành cho Hamas và Israel. Cũng theo tuyên bố chung, ba quốc gia này sẽ tiếp tục làm việc trong những ngày tới về các chi tiết của đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra, thảo luận thêm về các vấn đề, trong đó có các vấn đề liên quan đến con tin Israel và tù nhân Palestine. Các quan chức cấp cao ba nước sẽ gặp nhau trước cuối tuần tới, với hy vọng đạt được thỏa thuận dựa trên các điều khoản được đặt ra. Các cuộc đàm phán này thuộc nỗ lực lớn hơn nhằm giải quyết tình trạng bạo lực leo thang đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng ở Gaza trong 10 tháng qua. Với tư cách là bên trung gian cùng với Qatar và Ai Cập, Mỹ đang nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn là chìa khóa giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby cho biết, các cuộc đàm phán đã có khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng thừa nhận vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong tuyên bố đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar, phong trào Hồi giáo Hamas nhấn mạnh, thỏa thuận nào cũng phải đạt được ngừng bắn toàn diện bao gồm Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và những người phải di tản được trở về nhà. Các ngoại trưởng Anh và Pháp cũng sẽ đến Israel để nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về lệnh ngừng bắn nhằm tránh tình hình căng thẳng gia tăng hơn nữa. Bộ Ngoại giao Israel thông báo, ba ngoại trưởng sẽ thảo luận các nỗ lực ngăn chặn căng thẳng khu vực và thúc đẩy một thỏa thuận về việc thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Anthony cũng đã từng cảnh báo tất cả các bên không được phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong một cuộc điện đàm, hai quan chức tuyên bố rằng không bên nào trong khu vực được có hành động làm suy yếu các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận. Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng tình trạng xung đột bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn. Căng thẳng đã gia tăng kể từ vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah là Fuad Sakh dẫn đến tình trạng bạo lực tiếp tục liên quan đến các nhóm vũ trang trong khu vực và gia tăng xung đột xuyên biên giới. Israel cáo buộc Hamas và các nhóm khác đã tổ chức hoạt động quân sự tại các khu vực dân sự, trong khi Hamas phủ nhận cáo buộc trên. Cuộc xung đột đã phát triển thành các cuộc giao tranh giải rác. Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới áp đặt lên tổ chức Hezbollah tại Liban và nhóm vũ trang hậu thi ở Yemen Cụ thể, trang tin Al Arabiya dẫn thông cáo từ Bộ Tài chính Mỹ viết rằng những lệnh trừng phạt được họ đưa ra lần này nhằm vào những công ty, cá nhân và tàu thuyền bị cáo buộc liên quan tới việc vận chuyển hàng hóa của Iran, bao gồm dầu mỏ và khí hóa lỏng, đến Yemen, đại diện cho mạng lưới tài chính của Houthi. Thông cáo từ Bộ Tài chính viết, các cuộc tấn công tàu thuyền trên biển đỏ của Houthi đã phá vỡ một tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại Đông Tây. Với việc các tuyến hải trình bị kéo dài đã đẩy giá cước vận chuyển lên cao, cũng như gây tắc nghẽn ở nhiều cảng tại châu Á và châu Âu. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, lực lượng Houthi đã bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái vào các tàu có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở giải Gaza. Các đợt tấn công liên tiếp của Houthi buộc các hãng vận tải phải định tuyến lại các chuyến tàu trên những hải trình kéo dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi. Đáp lại, Liên minh Mỹ-Anh tại Biển Đỏ đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Tuy nhiên, động thái này khiến Houthi tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh. Ngoài ra, thông cáo từ Bộ Tài chính Mỹ về các lệnh trừng phạt cho biết, các đòn trừng phạt lần này cũng nhắm vào các tàu chở khí LPG của nhóm vũ trang Hezbollah. Tập đoàn Talaqui của Hezbollah đã sử dụng hai tàu thương mại để vận chuyển khí đốt trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ từ Iran đến Trung Quốc việc áp đòn trừng phạt lần này nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc phá vỡ nguồn tài chính của Hezbollah và Houthi. Chính quyền Taliban vừa tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày Mỹ rút lực lượng khỏi Afghanistan bằng cuộc diễu hành tại căn cứ không quân Bagram, nơi từng là trung tâm hoạt động chính của Mỹ trong 20 năm. Hàng nghìn người đã tham gia sự kiện bao gồm các quan chức cấp cao Taliban cùng với các nhà ngoại giao nước ngoài. Bên cạnh đó, những binh sĩ mặc quân phục mang theo súng hạng nhẹ và hạng nặng cùng đội hình xe mô tô cắm cờ Taliban tham gia cuộc diễu hành. Đoàn xe tải chở những người đàn ông đủ lứa tuổi đi qua các con phố ở Kabul để ăn mừng sự kiện lực lượng này trở về thủ đô và giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Nội các Taliban ca ngợi những thành quả mà họ đã đạt được từ khi trở lại nắm quyền như tăng cường luật hồi giáo và thiết lập hệ thống quân sự để bảo đảm hòa bình và an ninh. Được biết Mỹ và các đồng minh đã điều quân tới Afghanistan vào năm 2001 để chống lại nhóm khủng bố Al Qaeda và các nhóm thánh chiến khác trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu của Washington. Các lực lượng phương Tây nhanh chóng giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul, nhưng Taliban vẫn hoạt động trên nhiều vùng đất rộng lớn và cuộc giao tranh chống lại nhóm nổi dậy đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, Taliban đã chiếm lại một số thủ phủ ở các tỉnh của Afghanistan cũng như hành quân đến Kabul mà không vấp phải sự kháng cự nào vào tháng 8 năm 2021. Việc Kabul bị thất thủ đã buộc Lầu Năm Góc phải tiến hành sơ tán khẩn cấp các nhà ngoại giao và công dân Mỹ. Quay trở lại với buổi diễu hành của Taliban, các bài phát biểu trong dịp này hướng đến dư luận quốc tế kêu gọi phương Tây hợp tác với chính quyền Afghanistan hiện tại. Đến nay, vẫn chưa có quốc gia nào công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Cựu chiến binh quân đội Mỹ Bill Rockwell nói với Fox News rằng đây là cách Taliban khoe chiến thắng trước mặt chúng ta. Ông Rokzo đã bày tỏ sự không hài lòng về cách Mỹ rút khỏi Afghanistan 3 năm trước và cho rằng cuộc diễu hành của Afghanistan là một minh chứng cho thấy sự thất bại của Washington tại Afghanistan. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iraq nêu rõ tại nước này không có lực lượng chiến đấu của Mỹ, chỉ có các cố vấn thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ sứ mệnh của liên quân. Các cố vấn này thuộc quản lý của Ủy ban quân sự cấp cao chung do Iraq và Mỹ phối hợp thành lập để giám sát phái bộ liên quân tại Iraq. Theo tuyên bố, Ủy ban quân sự cấp cao Mỹ-Iraq đã thảo luận các chi tiết của việc rút cố vấn khỏi các cơ sở quân sự, trong đó có thời điểm công bố và một số vấn đề logistics. Hai bên đã gần đạt được thỏa thuận, song do những diễn biến mới nhất, việc công bố chấm dứt sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế tại Iraq đã bị hoãn. Iraq và Mỹ đã tiến hành đàm phán trong nhiều tháng về sự hiện diện của Liên minh quân sự tại Iraq song chưa công khai mốc thời gian nào cho việc rút quân. Một quan chức Bộ Ngoại giao Iraq tiết lộ nhiều khả năng liên quân sẽ được công bố vào đầu tháng 9. Hiện có 2.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq. Quốc gia Trung Đông này đã chứng kiến các cuộc tấn công gia tăng kể từ khi cuộc xung đột Israel Hamas ở giải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Các nguồn tin từ Iraq cho biết, Iraq muốn các nước thuộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt đầu rút quân vào tháng 9 tới và chính thức chấm dứt hoạt động vào tháng 9 năm 2025. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ một số quân nhân đóng vai trò làm cố vấn. Trước đó, hồi giữa tháng 7, Iraq và Mỹ đã nhất trí về một thỏa thuận mới với những thay đổi về liên minh quân sự kéo dài 10 năm nhằm đánh bại tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng ISIS với việc quân đội Mỹ sẽ giảm sự hiện diện tại Iraq. Tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Iraq cho biết sẽ có một phái đoàn cố vấn theo lời mời của chính phủ Iraq để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột chống lại ISIS cũng như hỗ trợ phát triển lực lượng an ninh Iraq. Hai bên cũng nhất trí chia sẻ mối quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ và tiếp tục hợp tác cùng liên minh toàn cầu để đảm bảo đánh bại ISIS một cách lâu dài tại khu vực cũng như trên thế giới. Một số chính trị gia Iraq đã yêu cầu Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước này, cho rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ là vi phạm chủ quyền đất nước. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết các chiến dịch truy chi quét ISIS tại Iraq và Syria có những kết quả tích cực, khi tiêu diệt 44 phần tử và bắt giữ 166 tên khác trong 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, số vụ tấn công do ISIS thực hiện tại Iraq và Syria đã gia tăng mạnh trong năm nay, cho thấy tổ chức khủng bố này đang phục hồi sau nhiều năm suy giảm năng lực. Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar, phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tại giải Gaza cũng phải bao gồm việc Israel rút lực lượng hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ này. Liên quan vòng đàm phán tại Doha, ngoại trưởng Anh David Lammy cho rằng các cuộc đàm phán này đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với sự ổn định toàn cầu, có thể định hình tương lai của Trung Đông. Ông Lammy nhấn mạnh đó là lý do London kêu gọi các bên liên quan trên khắp khu vực lựa chọn hòa bình. Những nhận định này của Tân ngoại trưởng Anh được đưa ra khi Mỹ xác nhận sự khởi đầu đầy hứa hẹn trong các cuộc thảo luận tại Doha có sự tham gia của các quan chức cấp cao Mỹ. Ngoại trưởng Lamy sẽ cùng người đồng cấp Pháp Sebastian Sejone đến Israel và các vùng lãnh thổ Palestine trong bối cảnh đang diễn ra các nỗ lực quốc tế nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Hai ngoại trưởng dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Israel, ông Israel Kass và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer. Bộ Ngoại giao Israel cho biết, ba ngoại trưởng sẽ thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn leo thang khu vực và thúc đẩy một thỏa thuận về việc thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ. Phát biểu trước thềm chuyến thăm, ngoại trưởng anh cảnh báo tình hình trung đông đang ở thời điểm nguy hiểm và đang đứng trước nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát ông nhấn mạnh tất cả các bên phải nghiêm túc tham gia đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở gaza trong khi đó phát biểu tại beirut ngoại trưởng pháp sejone kêu gọi ngừng bắn ở gaza ngoại trưởng sejone nhấn mạnh pháp và anh ủng hộ nỗ lực của các nhà trung gian mỹ ai cập và qatar thúc đẩy giảm gia tăng căng thẳng trong khu vực đây là lý do ông và người đồng cấp anh cùng đến israel và các vùng lãnh thổ của palestine để truyền tải những thông điệp này. Trước đó, Ai Cập, Qatar, Mỹ kêu gọi Israel và Hamas nối lại các cuộc đàm phán về điều khoản ngừng bắn. Nhà lãnh đạo ba nước cho biết họ sẵn sàng trình bày đề xuất cuối cùng nhằm đạt được thỏa thuận. Đại diện Hamas tại Liban, Ahmed Abdel Hadi thông tin thêm Palestine không tham gia vào cuộc đàm phán. Hiện tại, số người thương vong tại giải Gaza vượt quá 40.000 người. Theo cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Tuck, Chúng mình có khoảng 130 người thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza trong 10 tháng qua. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cũng ghi nhận hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế của cả quân đội Israel và nhóm vũ trang Palestine bao gồm Hamas. Ngày 15 tháng 8 được coi là cột mốc đen tối tại Gaza khi số người thiệt mạng do xung đột tại đây đã vượt quá 40.000 người. Trong bối cảnh đó, các bên cũng đang nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến với việc mở màn vòng đàm phán ngừng bắn mới. Ở Doha, Qatar, theo Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, Volker Türk, Trung bình có khoảng 130 người thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza trong 10 tháng qua. Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cũng ghi nhận các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế của cả quân đội Israel và các nhóm vũ trang Palestine bao gồm Hamas. Trước tình hình này, ông Volker Türk tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Ông nói, khi thế giới suy ngẫm và cân nhắc về sự bất lực của mình trong việc ngăn chặn cuộc xung đột này, Tôi kêu gọi tất cả các bên đồng ý ngừng bắn ngay lập tức, hạ vũ khí và chấm dứt việc này một lần và mãi mãi. Các con tin phải được thả, người Palestine bị bắt giữ tùy tiện phải được trả tự do, sự kiểm soát bất hợp pháp của Israel phải chấm dứt và giải pháp hai nhà nước được quốc tế nhất trí phải trở thành hiện thực. Lời kêu gọi của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới về ngừng bắn giữa các bên đã được nối lại vào ngày 15 tháng 8 tại Doha, Qatar với sự tham dự của Mỹ, Qatar Ai Cập và phái đoàn Israel phía Mỹ cho biết, mặc dù không mong đợi sẽ đạt thỏa thuận ngay lập tức, tuy nhiên các cuộc đàm phán đã có sự khởi đầu đầy hứa hẹn và dù Hamas không tham dự, nhưng họ đang nhận được các thông tin đầy đủ từ các đại diện có mặt tại cuộc họp. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Vedan Patel cho biết, Qatar và Ai Cập đang làm trung gian với Hamas, các đối tác đã đảm bảo với chúng tôi rằng Hamas sẽ đại diện theo một cách nào đó, hình thức này hay hình thức khác và họ chắc chắn sẽ là một phần của các cuộc đối thoại đang diễn ra. Điều này có lẽ là cần thiết khi chúng ta nói về các cuộc đàm phán giữa hai bên. Vì vậy, chúng tôi không nghi ngờ gì rằng hình thức đàm phán hiện tại có thể đạt được mục tiêu mà các bên đề ra. Dư luận đánh giá, vòng đàm phán đang diễn ra là nỗ lực mới nhất của các bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu thực chất, đòi hỏi sự nhượng bộ đến từ cả Israel và Hamas. Trước thềm vòng đàm phán mới này, Phong trào Hamas đã truyền tải thông điệp với các bên trung gian rằng nếu Israel đưa ra một đề xuất nghiêm túc phù hợp với các đề xuất trước đó của Hamas, nhóm này sẽ tiếp tục tham gia đàm phán. Nếu không, vòng đàm phán hiện tại hoàn toàn có thể đi vào ngõ cụt như các vòng đàm phán trước đó. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra, Mỹ và Đức tuyên bố sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa ở quốc gia Trung Âu vào năm 2026 để thể hiện cam kết của hai nước với NATO và phòng thủ châu Âu. Nhà Trắng cho hay việc triển khai vũ khí hiện đại sẽ chứng minh cam kết của Mỹ đối với NATO và những đóng góp của chúng tôi vào khả năng gian đe tích hợp của châu Âu. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến cả Nga và các đồng minh NATO rằng liên minh này đang tăng cường đáng kể năng lực hiện có của mình để ứng phó với những hành động trực tiếp chống lại khối này. Ngay lập tức, Nga đã phản ứng kế hoạch này, đồng thời tuyên bố sẽ cân nhắc triển khai đầu đạn hạt nhân chiến thuật đến các địa điểm trong phạm vi Tây Âu. Phát biểu tại cuộc diễu hành hải quân quy mô lớn nhân lễ kỷ niệm ngày hải quân tại thành phố Saint Petersburg cuối tháng 7, Tổng thống Nga Putin cảnh báo động thái từ phía Mỹ có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng tên lửa như thời kỳ chiến tranh lạnh. Theo ông, nếu Mỹ triển khai hệ thống tên lửa chính xác tầm xa ở Đức nga sẽ coi mình không bị ràng buộc bởi lệnh cấm triển khai các vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn bao gồm cả việc nâng cao khả năng của các lực lượng ven bờ của hải quân nga việc phát triển các hệ thống tương tự ở nga hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng với những triển khai của mỹ và các đồng minh ở châu âu cũng như khu vực khác trên thế giới đồng thời ông cho biết vì vũ khí của nato trong tương lai có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật nên Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. tờ Financial Times tiết lộ có được thông tin rò rỉ về các tài liệu quân sự được phân loại của Nga, hải quân Nga đã được huấn luyện để nhắm mục tiêu vào các địa điểm trên khắp châu Âu, có thể vươn xa đến những nơi như bờ biển phía tây của Pháp hay Barrow furness ở Anh. Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF được tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết năm 1987 nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, cựu tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi hiệp ước này vào năm 2019, viện dẫn bằng chứng về việc Nga không tuân thủ. Tổng thống Putin sau đó phủ nhận việc Nga triển khai vũ khí vi phạm hiệp ước, nhưng cho biết Moscow cũng không còn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của hiệp ước. Điều này đã làm dấy lên những lo ngại mới về một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu giữa Nga và Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Về phía Đức, người đứng đầu phe nghị viện của Đảng Dân chủ xã hội SPD, Rob Muszenik cho biết, quyết định triển khai tên lửa tầm xa tại Berlin có thể dẫn đến gia tăng vũ trang mới khi sự cứng rắn của Nga khiến châu Âu phải tập trung củng cố sự mất cân bằng trong khả năng tấn công chiến lược. Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là tăng cường năng lực phòng thủ. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu (ESSI) được thủ tướng Đức Olaf Scholz đề xuất năm 2022 và được 10 quốc gia đồng minh NATO ký vào tháng 10 năm 2023. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, Pháp, Đức, Italia và Ba Lan đã tiến xa hơn khi ký hiệp định tiếp cận tấn công tầm xa châu Âu (ENSA). Hiệp định nhằm mục đích cho phép phát triển, sản xuất và cung cấp năng lực tấn công tầm xa của châu Âu để bổ sung cho thỏa thuận giữa Mỹ và Đức. Hiện tại kho vũ khí tên lửa phóng từ trên không và trên biển của NATO không có khả năng vượt qua được hệ thống phòng thủ A2AD của Nga vì tên lửa tầm xa nhất mà tổ chức này từng triển khai ở châu Âu là hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội ATAC MS được sử dụng chủ yếu ở Ukraine và giới hạn với tầm bắn tối đa là 300 km. Theo đánh giá của giới quan sát, thời điểm này, NATO không có hệ thống tên lửa mặt đất nào ở châu Âu có khả năng ngăn chặn đầy đủ hành động tấn công của Nga đối với một thành viên của khối các hệ thống A2AD của Nga đủ để ngăn NATO tiếp cận trong phạm vi tấn công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra thông điệp nhân ngày quốc tế chống thử hạt nhân ngày 29 tháng 8 hàng năm, trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong gần 8 thập kỷ qua, hơn 2.000 vụ thử hạt nhân chiến thuật đã được tiến hành tại hơn 60 địa điểm trên khắp thế giới, để lại hậu quả nặng nề, khiến nhiều khu vực không thể sinh sống, và gây ra nhiều hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe con người. Ông Guterres cảnh báo rằng thời gian gần đây xuất hiện những động thái kêu gọi nối lại việc thử hạt nhân chiến thuật cho thấy những bài học khủng khiếp trong quá khứ đang bị phớt lờ hoặc lãng quên. Do đó, ông nêu rõ, nhân ngày quốc tế chống thử hạt nhân, thế giới phải đồng lòng lên tiếng để chấm dứt vĩnh viễn hoạt động này. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các nước phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT để văn kiện này sớm có hiệu lực. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, đây là hiệp ước duy nhất cấm tất cả các hoạt động thử hạt nhân chiến thuật và là một công cụ an ninh thiết yếu có thể kiểm chứng đối với vấn đề này. CTBT là một thỏa thuận đa phương cấm tất cả các vụ thử hạt nhân chiến thuật, bất kể phục vụ mục đích hòa bình hay quân sự. Hiệp ước này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 1996 và đã được 187 quốc gia ký kết nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Tính đến tháng 9 năm 2023, có 178 quốc gia đã phê chuẩn CTBT. Tháng 3 vừa qua, ông Antonio Guterres cũng kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật đi đầu trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, trong đó có thỏa thuận không sử dụng trước loại vũ khí này. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân chiến thuật vào thời điểm đó, Tổng thư ký Guterres nhận định vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí phá hủy mạnh nhất từng được phát minh có thể hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất. Ngày nay, loại vũ khí này ngày càng được phát triển về sức công phá, tầm bắn và khả năng tàng hình. Ông Guterres nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc xung đột toàn diện liên quan tới vũ khí hạt nhân chiến thuật vì nó không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 5 đăng trên website một dự thảo nghị quyết nhằm mở rộng lãnh hải trên biển Baltic bằng cách thay đổi biên giới trên biển với Phần Lan và Litva kể từ tháng 1 năm 2025. Dự thảo liệt kê các tọa độ mới để tính chiều rộng lãnh hải Nga, đường bờ biển và các đảo trên biển Baltic. Với lý do cách tính theo xác lệnh Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô từ tháng 1 năm 1985 đã áp dụng những bản đồ lỗi thời. Dự thảo mô tả cách tính mới sẽ làm hiện ra một đường cơ sở mới ở phía nam các đảo của Nga tại khu vực phía đông vịnh Phần Lan, gần Baltisk và Zelenogorsk. Do đó, vùng nội thủy trên biển Baltic được mở rộng và biên giới trên biển của Nga sẽ thay đổi. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay dự thảo đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga không mang tính chính trị, nhưng lưu ý rằng tình hình chính trị thực tế đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Liên Xô và các nước vùng Baltic xác định được biên giới trên biển năm 1985. Phản ứng về động thái trên của Nga, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Lesbogit gọi đề xuất đó là sự gia tăng căng thẳng rõ ràng nhằm vào NATO và EU. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển, Ulf Kristiansson nói rằng, Nga không thể đơn phương quyết định về biên giới mới. Mới đây, ông Nikolai Patrushev, cựu thư ký Hội đồng Bảo an và là trợ lý của Tổng thống Nga chuyên phụ trách các chính sách hàng hải quốc gia cho biết, các nước phương Tây đang tìm cách tước quyền tiếp cận biển Baltic của Nga và biến nơi này thành biển nội địa của NATO. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo Investia, ông cho biết, các nước phương Tây đang sử dụng các thành viên mới của NATO như Thụy Điển và Phần Lan để đạt được mục tiêu này. Theo ông Patrushev, để tăng cường ảnh hưởng trên toàn thế giới. Mỹ và các đồng minh hoặc phớt lờ hoặc cố gắng xem xét lại các hiệp định quốc tế khác. Ở diễn biến đáng chú ý, theo người phát ngôn của không quân Đức cho biết, hai máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức và hai máy bay Gripen của Thụy Điển đã cất cánh sau khi phát hiện hai máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đang tiếp cận không phận Latvia trên biển Baltic. Theo đại diện không quân Đức, các máy bay chiến đấu của Nga hồi đầu tháng này đã tham gia vào một cuộc tập trận, nhưng kế hoạch và lộ trình bay đã không được thông báo trước cho các quốc gia NATO. Các bộ thu phát tín hiệu trên máy bay đã bị tắt và phi công không phản hồi yêu cầu liên lạc vô tuyến. Biển Baltic gần như được bao quanh bởi các nước NATO, ngoại trừ vùng lãnh thổ Kaliningrad và vịnh Phần Lan giáp với thành phố Saint Petersburg của Nga ở phía đông. Máy bay quân sự của Nga thường xuyên di chuyển giữa Kaliningrad và đất liền Nga. Do vậy, các máy bay chiến đấu NATO luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.